Dạ vâng, đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của đoàn nghị. Hôm nay em lại cập bến một mẫu xe Trend Velar Spark, có năm sản xuất 2011, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2013, phiên bản số sàn, máy 1.2 các bác nhé. Con này là máy 1.2, mang thương hiệu của nước Mỹ, form mới, form siêu nhân. Trước đây mang biển kiểm soát 37A 08617. Hiện tại trước đây đang có tại cửa hàng ô tô cũ đoàn nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Sau đây em sẽ đi vòng quanh thân vỏ cho các bác xem này. Vâng, sơn xi của xe này rất là sáng bóng chặt chẽ các bác nhé. Trước này đã được trang bị màn hình cam nùi đầy đủ, hai cặp đèn phanh của nó rất là sáng bóng đều nhau. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe Trend Velar Spark, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, sang ăn như người. Đấy các bác xem, thân vỏ rất là ok, rất là cứng cáp các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ của nó này chắc lịch, không hề có dấu hiệu mục mọt. Trend Velar Spark, mang thương hiệu của nước Mỹ, số sàn máy 1.2 các bác nhé. Trang bị gạt mưa sau nguyên bản, cam nồi, biển kiểm soát 37A, biển Nghệ An. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác này. Lốp dép rất là ok, khe múi rất là dày. Phần cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt. Trend Velar Spark. Còn đây là phần nội thất của xe các bác này. Đấy, ghế da các bác này. Ghế da trang bị hai màu, rất là đẹp. Một chủ từ mới các bác nhá. Đây là phần quả loa phía sau các bác này, hai quả loa hai bên. Âm thanh vũ trường tức ngực. Trần của nó đã được bọc một lớp trần 3D chống nóng. Phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Đấy, táp ly của nó rất là đẹp. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Phần keo chỉ cánh đằng sau bên phụ, keo chỉ zin. Phần cột keo, cột keo đinh tán nguyên bản. Bật lên xuống, nội thất rất là tươi. Cửa đóng phập phập, đăng ký 5 chỗ ngồi. Trend Velar Spark, form mới, form siêu nhân. 2013 nó với lăn bánh các bác nhá. Phần táp lô này. Đấy, táp lô rất là đẹp. Phần bật lên xuống, các ốc bản lề chưa hề động đến ca lê mỏ lên. Phần cột, cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velar Spark, mang thương hiệu của nước Mỹ, số sàn. Con này là máy 1.2 các bác nhé. Hiếm khi gặp con Spark máy 1.2. Ốc vẫn còn sơn chấm 7 màu. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Keo chỉ, keo chỉ zin.
đăng kiểm của nó có đến tháng 3 năm 2022. Còn đây là phần lóc của xe, đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ, phần cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt, lốp dép rất ok. Một mẫu xe trend về Las Vegas, có năm sản xuất 2011, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2012, form mới, form siêu nhân, bản 4 máy, máy 1.2, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại trước này bên đoàn nghị bán là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe trend về Las Vegas này, bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Đấy, lốp dép rất là đẹp. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly của nó rất là đẹp, tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt, rất đẹp. Phần bậc lên xuống, phần cột kèo đinh tán nguyên zin. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ, cửa đóng phập phập. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bạn này. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Phần tem mác theo nhà máy sản xuất, phần cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác này. Bản hatchback một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn xinh xinh thôi, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Tất cả đinh tán dàn giật máng nước nguyên bản. Ốc ác vẫn còn sơn chấm 7 màu. Đây là phần tổng quan của lốp cốp. Tất cả các lỗ tròn, không hề có dấu hiệu mo méo. Còn đây là phần lớp sô cua các bác này. Kích tròng đầy đủ. Sàn xe thì không hề mù mọt. Không hề mù mọt các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe. Bô lăng 3 chấu. Sau đây em sẽ để lỗ máy lên cho các bác xem này. Vâng, để phát lỗ ngay các bác nhé. Máy lỗ rất là êm. Phần xi nhan báo rẽ, phun nước gạt mưa, hoạt động rất là trơn tru. Điều hòa rất là mát. Đầu đài nguyên bản theo xe. Đây là phần táp lô của xe. Đấy, táp lô rất là đẹp. Phần chắn nắng này, đèn trần, cam hành trình,
trên gương. Đấy, cam hành trình đầy đủ các bác nhá. Cam lùi. Hoạt động rất là trơn tru. Máy chất cầm chắc côn số ngọt, máy số zin. Tay lắm mở cửa, tay lắm tay, đây là tay phanh các bác nhá. Đấy, phanh tay. Quả số. Phần táp ly cánh cửa các bác này, rất đẹp luôn. Phần kính lên xuống. Hoạt động rất là trơn tru. Phun mưa, gạt mưa. Bô lăng rất là đẹp, chưa hề có sự hao mòn mấy. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Grandstand về lát số 3 các bác này. Máy zin các bác nhá, máy số zin. Máy thì khô ráo sạch sẽ, máy lổ rất là êm, 4 máy, máy 1.2. Rất là tiết kiệm nguyên liệu, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là phần tem mác cho người sản xuất này. Phần ụ giảm sóc này. Máy thì không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhé. Tất cả đinh tán dằn dật nguyên bản. Cam kết các bác là máy số zin thôi nhé, không hề có dấu hiệu gì dầu. Máy cực chất luôn. Phần ô giảm sóc này. Đấy, đây là phần tổng quan khoang máy các bác nhé. Còn đây là phần lắp cabo này. Đấy, tất cả những cái keo chỉ lắp cabo zin. Lớp lỉ nguyên bản. Chỉ có 155 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend về đất Sở Bắc. Sản xuất 2011, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2013 các bác nhé. Số sàn máy 1.2. Chạy cực bốc. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa tổng hợp một mẫu xe Trend Velas Bắc. Có năm sản xuất 2011, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2013. Phiên bản là số sàn máy 1.2. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Theo số điện thoại 0964656865. Hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.